Cái nào dở càng dữ chính, cái này không dữ chính. Mà quay lên đây không dữ chính. Đang lên cận này các bạn. Cái này thì ra cái động tác của chú làm cũng khá là dễ nhớ nha. Luôn nè. Chịm sò lắm chứ bộ. Cái này mà hôm nào thiếu chính chế thì cái gạo sò ta. Tại vì chú có mấy công vườn á cho nên là nghiên cứu chế cái này thấy là im lắm á. Cái này hút ăn giờ là im lắm các bạn. Trời ơi. Động tác cũng lanh, cũng nói chung cũng tương đối lắm các bạn. Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube này nha. Hôm nay thì mình vẫn còn đang có mặt ở Tiền Giang. Mình sẽ ra một cái video tiếp theo là chiếc xe cuốc của chú Chính tự chế bằng vật liệu phế liệu ha. Rồi bây giờ thì chú đang mò ra ngoài đồng để múc. Thì có lẽ mọi người cũng đã xem cái phần video trước đó của mình là mình đã review chi tiết cụ thể trên đó. Đây là cái video tiếp theo mà mình quay để cho mọi người xem là cái quá trình mà xe của chú Chính múc. Tại vì chú cũng có đăng trên YouTube á, nhưng mà có một cái rất là nhiều anh em nói là cái xe này chỉ chơi thôi chứ không có múc được, tức quá. Cho nên là chú hôm nay quyết định là chạy ra đồng rồi múc cho mọi người xem là chiếc xe của chú tự chế đâu đó khoảng chừng 2-3 năm gì đó. Đó, ổng xây chuyển kìa mọi người thấy không. Tất cả là vật liệu bằng phế liệu ha. Đó, mới đẩy lên đó con gào đó. Rồi, bây giờ thì ổng sẽ múc cho mọi người xem nè. Tất cả là đồ là phế liệu không ha. Cái gào phía trước đó là ổng xài bằng tôn hoa sen 5-10. Rồi ti thì cái ti chỏ, cái ti chỏ phía trước này là ti 25, còn hai cái ti trên với ti đó là ti 35. Còn cái máy là chạy bằng động cơ D6, còn cái bánh xích là sử dụng bằng cái băng chuyền mà của người ta lên tải kéo lúa rồi đó. Còn bơm thì ổng xài cái bơm chính là cái bơm của cái chiếc xe ba gác, cái ben của chiếc xe ba gác đó các bạn. Còn cái dàn quay to rồi các kiểu thì chú tự tận dụng và nghiên cứu chế hết tất cả đó. Còn cái gào phía trước này thì cái gào này là 5 tấc. Giữ dằn dện chưa? Phải nói là đây có lẽ là một cái chiếc xe cuốc là ở Việt Nam mình nghĩ là chỉ có một chiếc duy nhất thôi. Lại cái vấn đề là chiếc xe này tuy là cái độ thẩm mỹ nó không có đẹp nhưng mà cái việc mà làm thì cũng khá là được đó các bạn. Sở dĩ tại sao chú nghiên cứu chế chiếc xe này, tại vì ở phía sau của chú đây là có mấy công vườn. Mỗi lần mà chú có nói là khi mà múc đất múc đồ lên nó rất là khó, cho nên xe bự thì vô làm không được, mà mỗi lần kêu thì nó cũng không có là bao nhiêu, đôi khi xe vô cũng hơi khó. Cho nên là chú tự quyết định rồi chú chế ra chiếc xe này. Đây là siêu xe cuốc luôn này. Đó, cái này là cái cần này là chú xài là bằng tôn hoa sen á, 5-10, tức là chiều ngang 5 phân, chiều dài thì 1 tấc, bằng cái dạng tôn dày. Cái cục tạ phía trước thì các bạn người thấy là bằng ổng để 6-7 cái cốt máy vô cái cục tạ. Còn cái gơ lê của cái chiếc này á, là chú xài bằng cái đĩa của cái chiếc xe Honda mình á. Rồi chú cắt chú tiện rồi. Rồi bây giờ thì ổng ra đây nè, múc cắt khô đó. Đúng chưa, biết xe clip chưa? Đó không biết bỏ đâu nữa nè. Đó biết chưa, biết chưa, độc lạ luôn nè. Đó, thấy chưa, gào 5 tấc đàng hoàng nha, có giỡn đâu. Cái tôn gào này chỉ có 3 ly thôi. Có rất là nhiều anh chị nói là chiếc xe này chỉ chế chơi thôi, nhưng mọi người xem cái công dụng của chú chế nè.
để chúng nghe điện thoại. À, cái ti này là ti 35. Đó, ti đó là 35, ti đó là 25. Đang trình diễn kìa. Nói chưa, vô tải luôn thấy không? Quyết luôn đó chứ. Đó, động tác thì là cũng 6-7 động tác như cái chiếc xe kia ha. Máy chạy là im ru luôn. Đó. Đó, nó gặp gặp luôn. Tất cả là nói chung là chế hoàn toàn hết trơn luôn. Ti, ben, sắt, còn giờ là chú mua từ phế liệu hết. Để hồi chú vét hương nè, chú Chính nè, hồi vét mương thử chú Chính. Vét mương chứ thử chú Chính. Chú thì năm nay chỉ có 54 tuổi thôi, nhưng mà có sự nghiên cứu và chế tạo quá đạo lắm. Giờ tới tiết mục thứ hai là trình diễn vét mương. Đó, cái bánh đó, các bạn thấy mọi người thấy không, lăn cũng khá là đều ha. Rút vô rồi chú Chính, chơi thử chú Chính. Đó, thấy chưa, biết chưa, thấy chính không? Còn cái đặc biệt của chiếc xe này là cái háng á, tức là hai cái bánh xích á, năng ra năng vô được nha. Đây là cho cái clip vừa nè. Đó, thả gào. Ôi, ừ, ghê chưa? Đó, rồi chú đặt đi lên kìa. Kìa, đó, đó, một cục đất thành chi đó. Dữ dằn cơ, hắn men luôn phải không? Đó. Trời ơi, trời ơi, dằn tới này luôn chứ Chính ơi. Dữ dằn đi. Đó, đẩy, đẩy hết đi ra là cần là 6 mét mấy á. Ờ, cái này mà hôm nào thiếu Chính chế thì cái gạo sọ ta. Tại vì chú có mấy công vườn á, cho nên là nghiên cứu chế cái này thấy là im lắm á. Cái này hút ăn giờ là im lắm các bạn. Trời ơi. Động tác cũng lanh, cũng nói chung cũng tương đối lắm các bạn. Mình thì không có gành thì xe cút, nhưng mà mình thấy nó đầm đầm giống như chiếc da ship 120-1 ở ta ổng hút cái đó mà nước nó chảy vô tới cái ống chỗ ngồi ổng lái luôn kìa các bạn. Nó nhiễu tỏng bỏng kìa. À, chỗ này là chỗ tay mình nè. Tại vì cái độ thẩm mỹ thì không có cần phải như tuổi của chú thì không cần cái độ thẩm mỹ quá nhiều, nhưng mà cái độ hiệu quả thì mọi người cũng đã vừa xem đó, thấy chưa, ok lắm đó chứ, giỡn thôi kìa. Cái gào thì là 6 găng ha. À, nhét mương đó nè, không biết chiếc này mình kêu không mấy luôn đó, gỉ gỉ của bộ. Ôi ôi dữ rồi chú Chính ơi, lúc rồi, lúc rồi. Vô nguyên cái lá dừa. Đó, thả rào tới đây nè. Rồi rồi kìa, lạy luôn. Vô rồi, cục tử rồi. To rồi quay các bạn thấy điều không? Xài là cái bơm của chiếc xe ba gác à. Là chiếc xe này nặng đâu đó cỡ 400 kg đó nha, mà chú có nói là vấn đề vậy. Cái đích nhịp nhịp luôn đó chứ. Nhớt nhớt 10 thì chú xài 2 bình để giải nhiệt nhớt ha. À, quay nè. Mấy anh em né né ra kìa, cứ quay một cái là cứ nhả xuống một cái là đầy nhóc luôn á. Vào dẫn một cái đó. Đó, dắt ta đi luôn kìa, đó. Trang cái bộ à. Đó,
đó thấy chưa, nó dép ta ly đồ ban đồ đó nhìn đẹp xịn sò chứ bộ, chào năm tắc đó. Gan có giảm không? Đắp thành nhà luôn chú ơi. Đắp cái thành nhà luôn. Đắp cái thành nhà dép ta ly luôn. Phải có cây dừa nào ta, có cây dừa nào mình bẻ trái luôn. Dạ được rồi, chú đâu rồi, chú Dương cặn rồi, Dương thẳng tới rồi, con cỏ gạo tới đâu. Có cây dừa. Dương thẳng đứng luôn chú. Đó, giờ chú đang thử rồi cái cây dừa nè. Đó, trời ơi. Rồi, ok, chú đến. Trời ơi, chú ơi, chú ơi. Đó, kìa, ông quay luôn kìa. Ôi. Giữ. Đó, trình diễn luôn nè. Chú tính chơi mà. Có dàn làm phía trước rồi luôn. Chính ơi, dừng mắt lại chính ơi. Siêu phẩm, siêu xe cứu. Là cái máy D6 là gắn cái bô ấm chứ không gắn bô ấm là nó hơi lớn lắm nha. Rồi cũng đang ban rồi. Rồi múc cũng lúc gạo cũng giỡn không. Là tuy là các bạn người thấy nó đơn giản nha, nếu mà dùng cái công sức mà lấy len dít á là nó rất là nặng. Một cái gạo đó là tương đương với mình xúc khoảng cái chục len á mới chơi đâu. Nói chung là tất cả cái vật liệu mà chú chế chiếc xe cốt này là đồ phế liệu hết trơn luôn. Còn bánh chớn rồi cốt máy rồi nắp quy lát rồi băng tải rồi nhâm xe Honda rồi ti xe đồ rồi tôn hoa sen đồ, nói chung là những cái vật liệu mà chú kiểu như là cái gì tận dụng được là tận dụng, cái gì chế được là sẽ chế. Không máy luôn. Nó chú đang là cái này là chiếc này mà làm vườn là mình thấy còn im nữa nha. Tức là xới xới cho kiểu như gốc sầu riêng rồi đó các bạn. Không biết chú có làm bán không, không biết nữa. Đó là mình nói cho vui thôi chứ có lẽ là chú tự chế chú làm nhà thôi. Chú là có chia sẻ tâm sự lại cái video trước đó là chú không biết về xe cút luôn đó các bạn, nhưng mà chú tự chế ra vậy là mình cũng phải nói là điểm 10 luôn, thật sự cho chú luôn đó các bạn. Ok chú ơi.
Rồi mình bò vô hay sao chú? Bỏ đi luôn hả? Bỏ cho con xin đi chú. Ờ nó không tắt luôn kìa. Ủa sao mà chú không bò vô? Để đi. Rồi chừng nào chú mới múc nữa? Lát nha, chiều dẹp. Dạ. Dạ. Ồ đây bây giờ. Ủa vậy là mấy cái đường mương này nó là làm cũng làm không á? Hồi đó ruộng cái này làm không á? Chú Chính cái này không chỉ con lái được không chú Chính? Được. Con thử lên lái thử chú Chính. Rồi bây giờ thì để cho chú Chính quay mình lên lái thử cho mọi người xem nè. Căng này nha. Đây giờ cho chú Chính quay lại mình sẽ lái cho mọi người xem. Dạ dạ con chạy nhẹ nhẹ. Cái nào dở căng chú Chính này không chú Chính? À, quay lên đây không chú Chính hả? À, đang lên cành này các bạn. À, cái này à thì ra cái động tác chú làm cũng khá là dễ nhớ nha. À luôn nè. Rồi chỉnh sò lắm chứ bộ. Rồi. Rồi bên đây là cái thang cái này là rút vô nè. Rồi bây giờ thì quay con đây để mình quay đây. Rồi cái này là di chuyển bánh này các bạn. Thử nè. À. Ủa sao nó không đi ta? Đó đi nè. Ủa nó nghỉ đi rồi chú Chính ơi. Đúng rồi. Yeah. Đây. Rồi cái này để con đi cho chú Chính coi nè. Ô cái này dễ lái chú Chính ơi. Dạ. Đó, đưa chỏ xuống này các bạn. Ơi tới rồi rồi sao nó nghỉ lên nữa. Rồi chú Chính bò đi Chính ơi, con ngồi chắc ở đây luôn. Dễ đi. Dễ lên chạy thử đi. Không đổ mồ hôi chưa rồi. Rồi cái động tác khá là dễ nhớ nha các bạn. Lên là chạy được à. Đắt cái chính mút nào nè. Lên lại nè. Lên ga mới được. Trình diễn này diễn trời luôn mới được. Đang di chuyển ra. Phải lên ga đi mới được nha. Rồi. Đó là nãy giờ các bạn mọi người cũng vừa xem một cái siêu phẩm đến từ Tiền Giang. Là do chú Chính năm nay là 54 tuổi mà nghiên cứu tự chế chiếc này là đâu đó khoảng chừng là 2 năm mấy gần 3 năm. À, nãy giờ thì chú cũng đã trình diễn múc mương múc ao rồi. Này kia nọ đây mọi người xem sơ lại ha. Đó. À, bên đây là 3 cây cốt. Bên đây là 3-4 cây cốt nữa là 7 cây. Còn cái háng này thì có thể là cái háng này là năng ra năng vô được luôn, tức là đi đường hẹp á. À, cái phần này nè. Cái lam cái xích này chiều ngang tạm thì kêu cái xích đi, nhưng mà nó là cao su khoảng 2 tấc. Còn cái lam này thì bằng kẽm qua sen. Đây, còn quay to nè. Mọi người xem. Cục tạ rồi nói chung này cái hệ thống phân phối lái nè mọi người xem là ống đồng ống dây thao gì ôi tùa lưa kính thưa các loại luôn. Thật sự là cái chiếc này chú Chính chế rất là dễ lái các bạn. Nãy mình có thử động tác thì giống như là theo cái cơ bản của mình á là vô là nó sẽ vô, còn ra là sẽ ra, còn quay là thật sự là nó thao tác cũng tương đối là dễ thôi. Cái cần này thì chú nói là dài tối đa là khoảng chừng 6 mét mấy. Ti là ti này là ti 35, ti phía trước là 25. Rồi mọi thứ là đã ok hết trơn rồi đó. Thùng nhớt phía sau nè, là hai thùng này đâu đó khoảng chừng 45 lít.
dầu. Đây cái chi tiết đặc biệt của chiếc xe này nè, chú chơi nguyên cái cọng dây nịt cho cái mặt. Đây là nói cho vui nha các bạn. Nè, ổng quất nguyên cái cọng dây nịt từ cái bơm ra tới cái ấy nè. Sắt thì nó dày khoảng chừng gần một phân. Đó. Rồi, nãy giờ các bạn cũng đã vừa xem cái màn trình diễn của chú Chính. Rồi, cái video mình cũng có lẽ là chắc tạm dừng tới đây ha, cho mọi người xem lại cận cảnh là các cái gọi là chi tiết đặc biệt của chiếc xe này. Đó, chiếc xe này không có cái này là không chạy được, tức là cái tay quay. Rồi, còn cái này nè, là chú có nói á, là phải gắn thêm hai cái dây xích này nè để giữ cái bánh lại các bạn, để không mà bên nó đẩy ra là rớt cái bánh ra luôn á. Bây giờ đồ dàn sườn thì chú chơi là kẽm. Đó, cái hệ thống này các bạn có thấy nè, nói chung là khá là xịn sò ha. Này, cái này là chú xài bằng cái nhông của xe Honda. Đó. Cái này là chú chế thêm nè, để nhiều khi nó vô địa hình đá lọt rồi này kia nọ đó. Thì mọi người cùng cận cảnh chiêm ngưỡng siêu phẩm một lần nữa nha. Còn cái áo này, cái áo này là mới giữ dằn nè, cái ghế là niệm im luôn nha. Rồi, có lẽ cái video mình xin tạm dừng ở đây ha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.